Xin kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Sạt lở đất vào sáng sớm vùi lấp ngôi nhà, một giáo viên tử vong. Sáng 15 tháng 7, cơ quan chức năng huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng đang làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở đất khiến ngôi nhà anh DQL, thôn Trung Tâm, xã Đặng Cần Nàng đổ sập làm một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, khối đất nằm cạnh quốc lộ 27, đoạn giáp xã Đạ Cần Nàng và xã Phi Liêng sạt lở xuống nhà anh L. Người đàn ông này cùng hai con may mắn chạy kịp ra ngoài nên thoát nạn. Tuy nhiên, chị NTT, 40 tuổi, vợ anh L không chạy kịp, bị vùi lấp và tử vong. Tại hiện trường, ngôi nhà bị đổ sập, lực lượng chức năng và người dân địa phương có mặt cứu hộ, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Theo chính quyền địa phương, ngôi nhà này đã xây dựng và sử dụng ổn định nhiều năm nay. Nạn nhân tử vong là giáo viên trường tiểu học Chu Văn An ở xã Phi Liêng, huyện Đam Rông. Chớp mắt, cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ gia đình anh L tổ chức hậu sự cho người thân cũng như làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở này. Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cho biết, những ngày qua, tỉnh Lâm Đồng có nhiều mưa, có nơi mưa rất to, có nơi đạt trên 100mm trên 24 giờ, đặc biệt là các huyện, thành phố phía Nam và Tây Nam của tỉnh. Do đó, người dân cần chủ động phòng tránh thiệt hại do mưa lớn và sạt lở có thể xảy ra. Trước đó, trong vụ sạt lở đất vùi lấp xe khách khiến 11 người tử vong, một nữ hành khách thoát nạn do bị say xe nên xin tài xế cho xuống giữa đường ít phút trước khi xảy ra thảm kịch. Cụ thể, ông Trần Mạnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang cho biết, một hành khách trên xe 16 chỗ may mắn thoát chết khi xuống xe giữa đường cách điểm sạt lở 5 km. Trong sáng 14 tháng 7, cơ quan chức năng đã kết nối trực tiếp được với người phụ nữ và sáng cùng ngày đã mời người này tới làm việc. Người này nói là lên xe tại bến xe khách thành phố Hà Giang, nhưng sau đó do say xe nên lên xe một chút rồi xuống xe tại khu vực thuộc địa phận thôn Bản Tùy, xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang nên may mắn thoát nạn. Sau khi xác định không còn nạn nhân nào mất tích, chính quyền công bố dừng công tác tìm kiếm, tập trung dọn dẹp bùn đất, giải phóng hiện trường. Trong sáng 14 tháng 7, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã tới kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất trên quốc lộ 34. Tại hiện trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn động viên các lực lượng, các ngành chức năng và huyện Bắc Mê tiếp tục huy động nhân lực, máy móc săn gạt, đẩy nhanh quá trình giải tỏa khối lượng đất, đá sạt lở ra khỏi mặt đường. Đến 12 giờ 30 phút, đoạn đường đã được thông tuyến. Sau những ngày tới, thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đề nghị các ngành, địa phương nâng cao cảnh giác, thường xuyên ứng trực, theo dõi thời tiết, khí hậu, có cảnh báo tại các nơi có nguy cơ sạt lở, tổ chức huy động lực lượng, sẵn sàng ứng phó kịp thời. Trước đó khoảng 4 giờ ngày 13 tháng 7, ô tô khách mang biển kiểm soát 29E024XX của Hợp tác xã Vận tải Hồng Hạnh chạy tuyến Hà Giang đi Bảo Lâm, Cao Bằng, qua điểm sạt lở tại km 11 quốc lộ 34 thì bị mắc kẹt. Sau đó, một ô tô 7 chỗ khác đi đến, có 3 người xuống hỗ trợ xe khách. Đúng lúc này xảy ra sạt lở, những người đi xe khách cùng 3 người từ ô tô 7 chỗ đều bị đất đá vùi lấp. Hậu quả, 11 người tử vong, 4 người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ sạt lở. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 67 ngày 13 tháng 7 năm 2024 yêu cầu tập trung khắc phục sự cố sạt lở đất tại tỉnh Hà Giang và chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, sáng 13 tháng 7 đã xảy ra sự cố sạt lở đất vào xe khách lưu thông trên tuyến quốc lộ 34 thuộc địa phận thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Ngay sau khi được tin báo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang và các cơ quan chức năng đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả. Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân các gia đình có người bị nạn. Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang và các địa phương tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả sự cố sạt lở nêu trên, đồng thời chủ động triển khai công tác ứng phó mưa lũ, sạt lở có thể tiếp tục xảy ra trong thời gian tới. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch tỉnh Hà Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh Cao Bằng, Lai Châu và các địa phương, đơn vị có liên quan tiếp tục chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả sự cố sạt lở nêu trên, xác định các trường hợp còn mất tích nếu có để khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, tổ chức cứu chữa người bị thương, xác định danh tính người bị nạn, phối hợp với các địa phương lo hậu sự theo quy định, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn, chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra, đánh giá, xác định cụ thể nguyên nhân xảy ra sự cố sạt lở để rút kinh nghiệm, tránh xảy ra các sự cố sạt lở tương tự, đặc biệt là vấn đề đảm bảo an toàn giao thông. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn,
Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn chỉ đạo cơ quan chức năng và lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở chủ động rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở để chủ động sơ tán, di rời và có phương án bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Bộ Công an chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp với lực lượng chức năng, khẩn trương tập trung triển khai công tác tìm kiếm những người còn mất tích, hỗ trợ, xác định danh tính các nạn nhân và khắc phục hậu quả sự cố sạt lở, theo chức năng quản lý của nhà nước được giao. Bộ trưởng các bộ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Công thương, Quốc phòng, Công an chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc triển khai công tác phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho lực lượng và công trình thuộc trách nhiệm quản lý và theo chức năng quản lý nhà nước được giao. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, phối hợp với địa phương chỉ đạo khắc phục sự cố sạt lở, đồng thời tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các địa phương triển khai công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền. Bên cạnh đó, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, gia đình người bị nạn. Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát Giao thông, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Hà Giang tập trung lực lượng, phương tiện khẩn trương, quyết liệt tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn, đưa các nạn nhân đi cấp cứu trong vụ sạt lở đất tại huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang vào sáng 13 tháng 7. Theo thông tin ban đầu, vào trưa 12 tháng 7, trên tuyến đường quốc lộ 34 tại vị trí km 10+900 thuộc địa phận thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang đã xảy ra vụ sạt lở đất đá với khối lượng lớn, chiều dài sạt lở khoảng 80m, khối lượng đất đá sạt ước khoảng 1.000 mét khối. Đến 17 giờ 30 phút chiều 12 tháng 7 đã khắc phục cơ bản giao thông, các phương tiện đi lại bình thường. Từ đêm 12 tháng 7 đến rạng sáng 13 tháng 7, trên địa bàn huyện Bắc Mê tiếp tục có mưa lớn, tại vị trí cũ tiếp tục sạt lở với khối lượng lớn, khối lượng đất đá sạt ước khoảng 2.000 mét khối. Khoảng 4 giờ ngày 13 tháng 7, tại km 10+900, quốc lộ 34 thuộc địa phận thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê tiếp tục xảy ra vụ sạt lở đất đá, vùi lấp một xe ô tô chở khách biển kiểm soát 29E024XX chạy tuyến Hà Giang – Cao Bằng. Một số người dân đi xe máy có mặt lúc đó đã tham gia ứng cứu. Trong lúc đang ứng cứu thì đất tiếp tục sạt lở và vùi lấp mọi người với khối lượng hàng ngàn mét khối. Ngay sau khi nhận được thông tin, cấp ủy, chính quyền, Công an tỉnh Hà Giang, huyện, xã đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội và người dân cùng máy móc phương tiện để cứu nạn, cứu hộ. Trước đó, mưa lớn kéo dài nhiều khiến nhà dân ở Hà Giang bị hư hỏng. Một thiếu niên 13 tuổi tử vong do sạt lở đất làm sập nhà. Từ 19 giờ ngày 7 tháng 7 đến 7 giờ ngày 8 tháng 7, nhiều nơi ở Hà Giang mưa to đến rất to, lượng mưa đều vượt 100mm, đặc biệt ở Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì lên đến 207mm. Mưa lớn gây ra vụ sạt lở đất làm sập nhà tại xã Tả Sử Tróng, huyện Hoàng Su Phì vào rạng sáng ngày 8 tháng 7, khiến em VVD, sinh năm 2011, trú tại thôn Quyết Tiến, xã Tả Sử Tróng bị vùi lấp tử vong. Ngoài ra, mưa lớn khiến nhiều dân ở huyện Hoàng Su Phì bị hư hỏng, sập hoàn toàn. Trung tâm văn hóa huyện Hoàng Su Phì bị sạt ta luy làm hư hỏng nhà thi đấu. Sạt lở đất còn vùi lấp nhiều diện tích hoa màu trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì. Mưa lớn khiến đất đá từ các đỉnh núi tràn xuống làm nhiều đoạn đường đập tràn ở huyện Hoàng Su Phì bị ngập, vùi lấp, giao thông tê liệt. Tại xã Nậm Ti, huyện Hoàng Su Phì, một ô tô bán tải bị vùi lấp nhưng tài xế kịp thoát ra ngoài. Tại huyện Vị Xuyên, mưa lũ gây sói lở cầu treo nối thôn Trung Sơn với trung tâm xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên. Cầu treo dài khoảng 40m, làm bằng sắt, hiện một trụ cầu đã bị xô đổ, người dân không thể qua lại, khiến 200 hộ với 800 dân của thôn Trung Sơn đang bị cô lập. Dự báo trong chiều và tối ngày 8 tháng 7, tỉnh Hà Giang cũng như khu vực Tây Bắc Bộ còn mưa dông, có nơi mưa to trên 80mm, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét diễn ra tại các huyện miền núi. Trước đó, trận mưa lớn kéo dài từ đêm 2 tháng 7 đến sáng ngày 3 tháng 7 đã gây ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Tại thành phố Hà Giang, mưa lớn đã gây ra tình trạng ngập úng ở khu vực phường Minh Khai, đường Lý Tự Trọng, phường Trần Phú. Tại huyện Vị Xuyên, mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương. Nhiều đoạn quốc lộ 2 qua địa phận thị trấn Vị Xuyên và thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên đã bị ngập úng cục bộ, có nhiều đoạn nước ngập sâu. Bên cạnh đó, nhiều diện tích lúa, ngô, hoa màu cũng bị ngập úng. Hiện, các địa phương đang thống kê thiệt hại, duy trì trực ban 24/24 giờ, chủ động cảnh báo, sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
tại huyện Hoàng Su Phì, mưa lớn khiến nhiều nơi bị ngập sâu, đường tỉnh lộ 177 Tân Quang, Hoàng Su Phì bị sạt lở, các phương tiện không đi qua được. Trước diễn biến của thời tiết, cơ quan chức năng khuyến cáo chính quyền các địa phương, ngành chức năng theo dõi sát diễn biến tình hình mưa lũ, bố trí lực lượng trực, sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống. Cùng với đó, người dân cần chủ động thực hiện những biện pháp bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản. Dự báo mưa lớn ở Hà Giang sẽ còn duy trì đến ngày 4 tháng 7. Kết hợp với thủy điện điều tiết lũ trên các sông, suối thuộc địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ 2-5m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ khả năng đạt mức báo động 1 đến trên báo động 1. Lũ có thể gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, suối, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp ven sông suối. Trước đó ngày 10 tháng 6, tỉnh Hà Giang xảy ra mưa lớn khiến 3 người thiệt mạng do lũ cuốn và sạt lở đất. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!